rồi chứ. Okay, today we continue with listening cat 1, cat 3. We already checked the meaning of the words, the new words, the vocabulary in the last lesson. Now we move to the second exercise. Let's copy down this exercise into your notebook. About pronunciation. Now let's check your pronunciation. Number one, now give me your answer in one place. In one place. Em vừa có phương cho vô sẽ À, như vậy là ở đây number one, bàn tròn là C. Thì ta có phân phát ấn ở đây, quý vị đó đầu tiên ta có gì đây nè? Station, A. Information cũng là âm A. Newspaper nó cũng là âm A con. Magazine, ok. Magazine. Cái này không hẳn là E, không không hẳn là A hẳn. Magazine. Cái đọc nhanh thì nó thiên về A nhiều hơn. Phần trong cái phần phát âm của các em trong phần video tư vấn ấy có bạn đọc é hẳn thì là cố dành sẽ là có bạn sửa lại cái chỗ đó. Ok, not mad, magazine. Now number two, Huyền Trang, give me your answer. Huyền Trang. Vì Lý. Okay. Now, we have the first word ring here with the E sound. Okay, E sound. vì What about B? ừ. No. I. I sound. Direct. Direct. Okay. Ring, ticket, accident. And here, direct. And I am I. Yeah, so the correct answer is B, right? Number three, when please. Dear teacher, I Đấy. Ok. Bạn chưa bạn chuẩn kiệt khi nào cố trả một lần rồi nói bạn là bạn đi phạt phong bây giờ mình gửi lại đáp án cố check lại cho bạn nhé 6 điểm chuẩn kiệt nhé giống như đáp án lúc nãy. Ai bạn Khánh Huyên có thể đánh vần cho cô được không? Bạn Huyên yeah, không? Nguyễn em Huyên. đã có là present. Rồi, cái từ này là present. Right. Rồi, tiếp Yeah, tên. percent. Sen. Expect Expand và expect. electricity. Electricity, ok. Right. như vậy là chúng ta có đáp án là gì nào? Ấy, trong cái câu này này lúc nãy bây giờ cô đã có một cái đáp án mở tiếng cho các bạn nhé. Những bạn nào là ấy là chính xác rồi. Và ở đây những bạn nào chọn đáp án ý đi chúng ta cũng có thể chấp nhận được ở đấy bởi vì cái từ từ này ấy, trong cái bài từ của chúng ta học nó phát âm là âm ơ present nhớ không đấy bởi vì nó là danh từ trong âm nó rơi vào âm một này này thì từ này ta phát âm là ơ còn nếu nó là động từ chưa cái từ này nó còn có vai trò đóng vai trò là động từ thì trong âm mà rồi âm hai thì âm này nó sẽ phát âm là e present present chưa thì nó sẽ là percent và expect đi câu đi này không được ta học với nó có hai cách phát âm e hoặc là phát âm y được chưa bởi vì do đó cho nên rằng là cái này câu này có thể có hai đáp án là đáp án A cùng chính xác và đáp án B cùng chính xác ok các bạn hiểu chưa nào ấy như vậy lúc này nào bạn nào mà làm đặt làm đi mà cô chưa chấm thêm điểm vào đó thì các bạn thêm cái phần đó vào điểm của mình cũng được.
À, thế rồi như vậy chỗ này ta hiểu chưa nào? Ở đây ta, cái từ này là từ nó nằm ở trong cái bài cat, cat one, cat two. Nó được phát âm là present, tức là âm ơ, đóng vai trò làm danh từ. Chính vì vậy là A, B, C nó phát âm giống nhau là âm E. Và cái trường hợp sorry, B, C, D phát âm giống nhau là âm E. Và câu A là phát âm ơ. Thì như vậy đáp án là A. Rồi trường hợp thứ hai, nếu các bạn xác định nhớ cách phát âm của cái này sang là đóng vai trò là động từ thì cái này nó phát âm là E, ba cái này A B C nó giống nhau và D ta phát âm thành Y, nó cũng đúng. E và Y này là hai trường hợp của cái gì các bạn, là ta gọi là anh nhánh và anh Mỹ đấy. Nếu các bạn phát âm ở E ở đây thì sau này làm âm Y này, Electric City. Còn nếu phát âm ở Y thì ở sau này phải là E, Electric City. Đều như nhau các em nhé, không có cái nào sai cả. Các em lưu ý cho cái từ, những cái từ đặc biệt hay là những cái từ có nhiều cách phát âm nó dựa vào anh mình như thế này để chúng ta phân biệt. Nó không phải là phát âm sai mà là tùy theo cái cách phát âm đó, theo anh hoặc là theo anh Mỹ đấy, để chúng ta có cái nhìn nhận ở cái chỗ này. Như vậy ở đây cô ghi nhận cả hai đáp án này, bạn nào làm ấy cùng đúng và bạn nào làm đi cùng đúng, có hai đáp, một trong hai đáp án được chưa. Và cô giải là giải thích rồi, là có bạn nào thắc mắc ở chỗ này không, còn thắc mắc ở chỗ này nữa không? Thì lúc nãy là một số bạn có đáp án đi cô thêm vào này, bạn Phương Thủy đã thêm không có thêm 2 điểm này. Được chưa? Rồi. Bạn Hải Án là thêm 2 điểm. À, bạn Hải Án thì đúng cả rồi. Bạn Hải Án thêm 2 điểm. Thì bạn đáp án lý ấy, cô thêm điểm vào. Rồi bạn để đọc. Còn bạn nào mà cố đọc sọt cho nó. Bảo Lâm có em làm bà dễ. À rồi, nắm dế, à ba dế. Sao đây, ba dế. Đáp án ba đi. Em nữa có. Cố đọc lại từ trên xuống dưới các bạn nhé. Now number four. Mời bạn Tuấn Anh. Number four. Which one is correct answer? Dạ thì có là em cho anh cứu ạ. À, ấy ta phải làm cái gì nào? Yeah. Cái ý ngắn, ý này ta thường có âm phát là ái này. Ok. Còn đây là gì? Please click call game. So the correct answer is A. Number five. Number five, Dũng. Tiến Dũng, please. À, Dũng. Ok. Thần dùng con mic à? Bắn quyệt nào? Từ câu Thần đó, câu nằm dùng lên con đáp án bảy á. à, thần dùng đi chọn là A. Rồi, B ở đây chúng ta, B ở đây chúng ta có gì nào? Và em lưu ý ở chỗ này này. Cái UR này, nhá, có cái UR đấy này. U mà đi kèm với rồi như thế này, nó thường được phát âm là âm gì nào? Ơ dài. Đấy nhá, nó thường được phản âm ở dài first. Còn đấy là ở cháu cut và bass là mã. So the correct answer is B, right? Ok, very good. Rồi ta check lại câu ở phần đáp án của mình.
Cái này ở đấy trong cái phân và đọc thư vừng với là phân phản ánh là khi học với chúng ta chú ý thấy chưa, chỗ nào mà các bạn thắc mắc thì chúng ta có thể hỏi ngay, có thể giải đáp, mình có ghi giải đáp được ngay, có thể giải đáp cho bạn ấy. Còn nữa thì các bạn có thể tìm hiểu thêm cái từ điển chính thống của chúng ta là cái từ điển Oxford hoặc là Cambridge nha. Các bạn có thể tham khảo hai cái bộ từ điển đó, nó đều là cái liên kể từ nhau cả, của nhà xuất bản chuẩn của anh cả. Ok nào, now we will use this word in our listening lesson today. Và những dụng từ này sẽ được sử dụng ở trong bài phần listening của chúng ta. And we move to the part one. Part one. Trước khi chúng ta ghi cái vấn đề này, các bạn hãy cho cô biết thử là yêu cầu của cái bài này, nhắc lại yêu cầu của cái dạng bài này cho cô. Đó là yêu cầu như thế nào đối với dạng bài này, ta phải làm gì? Mời bạn Quỳnh Chí nào. Quỳnh Chi. Đức sáng nào. Được rồi. Bạn sẽ nghe nắng đoàn hồi thoại ngắn. Bạn sẽ nghe mỗi đoàn hai lần. Rồi. Ok, như vậy ta hiểu rằng là cái phần này ta còn nắm câu hỏi đúng không? Đúng không? Khi nào mà chỉ cần nhìn nhìn đây quá là chúng ta đã biết được ta phải làm gì rồi. Và thì bài này ta hiểu là câu này cứ trong cái phần nghe mỗi bài mỗi phát như vậy ta còn nắm câu hỏi. Nhưng vậy thì phần này là ta không còn nắm câu hỏi, và nhiệm vụ của chúng ta đã làm nghe nắm cái đoạn hồi thoại ngắn. Hồi thoại ngắn nó phân biệt với hồi thoại dài, các bạn chú ý nhé. Nhắc lại, cô nhắc lại này. Hồi thoại ngắn có nghĩa là mỗi câu hỏi như thế này sẽ là một đoạn hồi thoại, và đoạn hồi thoại đó sẽ được đọc nhắc đi nhắc lại hai lần luôn đấy, được chưa? Nó phân biệt với cái đoạn hồi thoại dài ở trong cái phần factory. Nữa hai cái này nó có cái điểm khác nhau đấy. Thế là ta nghe câu nào ta làm dứt điểm câu đó luôn, chứ không phải là ta nghe cả toàn bộ năm câu với sáu đoạn người ta quay trở lại người ta đọc lại cho mình nữa. Cho nên là khi nghe chúng ta chú ý nghe lần một và nghe listen again thì chúng ta nghe lại lần hai và check đáp án luôn. Ok nào, let's copy down this in your notebook. Be quick, 3 minutes for you. Chúng ta vừa phân tích rồi xong rồi vừa ghi bài kết hợp để tiết kiệm thời gian cả em nhé. Nào, in the first question here, how does a man travel to Liverpool? So you have to pay attention to the keyword how to travel. How travel to. Như vậy là cái này là các bạn hiểu rằng là đi lại bằng phương tiện gì nhá. Khi chúng ta có cái từ travel này nó còn mang nghĩa về cái từ gì các bạn ạ? Travel. Ta còn có thể sử dụng từ khác là từ go hoặc là từ get. Ok, đã hiểu rằng là những từ này những từ đồng nghĩa với nhau, và để phương tiện rõ ràng như nó by train, by car, by bus. Trong đó thì by car ta còn có thể sử dụng là động từ gì? Động từ drive. Ok. Ok, what about number two? Which bill had just arrived? Bill. What does mean? Bill ta học đó là vừa học được đó là gì nào? Bill là cái hóa đơn. Đúng không? Vậy thì ta hiểu rằng là cái hóa đơn nào vừa được gửi đến đây? Gas, water, electricity, gas hay là nước hay là điện? And number three, what will they do tomorrow afternoon? What they do. Ok. Đó, những cái hoạt động này nó có rất là rõ ràng. Đó, cho nên ta chỉ điểm quá thôi. Cô không hỏi chị các bạn. Này ta có khác nhau là một bên là shop, có shopping này. Còn một bên là
Go to the beach, the sailing. How did the man hear about the fire? How hear about the fire? A lá, đọc báo in newspaper, hay là watch on television, hay là Sandra phone. Ok, hay là từ cuộc gọi của Sandra. By what time did Mr. Thompson ring? Ở đây có hai cái mốc thời gian chúng ta cần lưu ý, đó là cái giờ này giờ chẵn thì ta dễ luôn. Đấy, 2 p.m. này. Rồi, cái này và cái này ta sẽ nói như thế nào? Nào, cái này là về cách nói giờ luôn. Nếu chúng ta thay vào cách nói giờ chúng ta mới nghe được. Mời bạn kiểm toán nào. Trả lời cho cô xem nào. Cách nói giờ của câu A và câu C. Tiền văn có nghe không này? À, cô mời bạn khác nhé. Mời bạn Hải An. Em thì cô là cách nói giờ của cô Á và cô sẽ là cô Á là 9:30 a.m. Còn cô sẽ là 9:30 p.m. Vậy con có cách nói gì khác nữa không? Giờ 30 phút. Các bạn lưu ý nhắc lại về cái giờ 30 phút. Em thì cô là bắt máy. Rồi ta có thể là giờ này cộng với gì nào, cộng với phút là 30, hoặc là sử dụng cách khác và ta sử dụng half past cộng với số giờ, đúng không? Vậy thì phân biệt là ở giờ AM là giờ buổi sáng thì có thể nói là night. Nếu mà ở giờ PM thường nó sẽ là gì? Sẽ là giờ buổi tối, ta có thể đó là sử dụng là gì ạ? Đến là 21:30, mà 21:30 chẳng hạn. Như vậy chúng ta sẽ có những cái điều lưu ý ở chỗ này. Ta trong cái giảng bài ngày nay thì ta nhớ một điều rằng là gì? Có thể cả ba đáp án nó đều được nhắc đến ở trong cái đoạn hội thoại, nhưng ta cần lưu ý trong đoạn hội thoại người ta có sử dụng các từ phủ định hay không. Nếu đi kèm cả cái lựa chọn đó mà có cái sự phủ định, có những từ mang hệ phủ định như not, no, never, đúng không ạ? But thì chúng ta sẽ loại trừ các đáp án đó và chúng ta hướng tới những cái đáp án còn lại, nó hướng tới đáp án không tắm cái kiểu của mình trong đó. Nên đối với cái bài này thì chúng ta cũng đã nghe nhiều rồi, các bạn hiểu cái cách nghe. Bây giờ chúng ta sẽ có thời gian để nghe. Ok, you listen eight conversation twice and then you type your answer in the chat box for me. Ok, are you ready to listen? Các bạn sẵn sàng để nghe cả chưa? Ok. Now, let's start listening. Instructions for part one. You will hear five short conversations. You will hear each conversation twice. There is one question for each conversation. For questions 1 to 5, put a tick under the right answer. Here is an example. Example. What time is it? Excuse me, can you tell me the time? Yes, it's 9 o'clock. Thank you. You're welcome. The answer is 9 o'clock, so there is a tick in box C. Now we are ready to start. Look at question one.
1. How does the man travel to Liverpool? Excuse me, I'd like to go to Liverpool on Friday. Well, you can go by bus or train. Is the train expensive? Yes, the bus is much cheaper. It's only £20. Right, that's better for me. Can I have a ticket, please? Yes, certainly. Now listen again. Excuse me, I'd like to go to Liverpool on Friday. Well, you can go by bus or train. Is the train expensive? Yes, the bus is much cheaper. It's only £20. Right, that's better for me. Can I have a ticket, please? Yes, certainly. Two. Which bill has just arrived? Is that the electricity bill? No, it's the water bill. Is it very big? Not as bad as last time. Oh, good. Now listen again. Is that the electricity bill? No, it's the water bill. Is it very big? Not as bad as last time. Oh, good. Three. What will they do tomorrow afternoon? This is a beautiful beach. Shall we come again tomorrow? Don't we have to go shopping? We can do that in the morning and come here in the afternoon. Okay. And let's bring Joe and Linda with us. Now listen again. This is a beautiful beach. Shall we come again tomorrow? Don't we have to go shopping? We can do that in the morning and come here in the afternoon. Okay. And let's bring Joe and Linda with us. Four. How did the man hear about the fire? How did you hear about the fire? It wasn't on the television news. No, it wasn't in the newspaper either. Sandra phoned and told me about it. Oh, I see. Now listen again. How did you hear about the fire? It wasn't on the television news. No, it wasn't in the newspaper either. Sandra phoned and told me about it. Oh, I see. Five. What time did Mr. Thompson ring? Have there been any calls for me this morning? Yes, Mr. Thompson rang about the computer. Oh, what time was that? About 9:30. Can you ring him at 2 o'clock this afternoon? Yes, okay. Now listen again. Have there been any calls for me this morning? Yes. Mr. Thompson rang about the computer. Oh, what time was that? About 9:30. Can you ring him at 2 o'clock this afternoon? Yes, okay. You just finished listening.
Now it's time for you to type your answer. Okay. Now, câu thứ nhất là how does the man try to live food? Which one is correct answer? Mời bạn Bảo Anh. Bảo Anh không biết à? Bạn chị Hoàng Huệ Việt Phúc này. Cảm hai bạn này được đi nha. Hoàng Huệ Phúc 10. Hoàng Huệ 10, Phúc 10. Rồi, những bạn khác có lý do chậm quá. Mời bạn Tuấn Anh. Câu số 1 đáp án là gì Tuấn Anh? Dạ thì có là em chọn sẽ có. C, vậy em nghe được cái gì nào? Ta nghe được Em chịu cái gì nhiều nào? quá. À, rồi là nửa nghe nửa đoán đúng không? Bạn nó nghe chính xác được vào trong bài người ta nhắc đến tư duy không? Mời bạn bắn quyết nào. Có lẽ cho nó bánh xấy quá. Rồi. Em này cho nó bắn xí. Đúng À, rồi, vậy đi. có em trong này. Em nhắm. Em cho nó bánh bể quá. Câu số 1 em cho đáp án nào? B, C. C. Đáp án C là đáp án đúng. Vậy thì bây giờ em cho cô tự biết thử là xong ấy. Phải mai nhé. Em nghe được cái tư duy nào? Thì có là em nghe được là người đàn ông nói là tôi rất thích có là tôi muốn đến Liverpool và họ hỏi là đi bằng tàu hay là đi bằng xe buýt thì người đàn ông nói là vé tàu thì quá đắt, vé tàu thì quá đắt tôi không thể đi được. Có người phụ nữ nói là vậy đi bằng xe buýt chứ vẽ thì mắc chi Cheaper. Rồi. Đúng rồi, ta có là có nhắc đến vé giữa vé tàu và vé xe buýt là gì nào? The bus is much cheaper. Như vậy là đáp án của chúng ta là bus. Sau này có nhắc đến cái giá vé là much cheaper. Đấy, nhưng mà chúng ta nghe được cái gì? Đấy, đúng không? Much cheaper thì người kia mới khẳng định là gì nào? That yes, it's better for me. Yeah. That's better for me. Đó là cái lựa chọn của tôi. Now, number 2, which bill has just arrived? Mời bạn Nguyên Trang nào. cho nó ăn bị B. Vậy thì em nghe được cái gì ở trong bài? lúc đầu là người đàn ông hỏi là đó có phải là khi hóa đơn tiền điện không, xong người phụ nữ kéo là không, đó là hóa đơn nước. À, đúng rồi. Như vậy là nghe cái đoạn đầu người ta có nhắc đến luôn. Ta có thể nghe lại để xem nào. One. Yes, certainly. Excuse me, I'd like to go to Liverpool on Friday. Right, that's better for me. Can I have a ticket, please? Yes, certainly. Let's see. Is that the electricity bill? No, it's the water bill. Nha, nói rất rõ ràng. Một người hỏi là có phải hóa đơn điện không? Con người cái trả lời là water bill. Rồi, service correct. Number 3. Mời bạn à. Nhưng bạn còn lại không trả lời là quán gắng nào. A, B or C? Giờ là em cho là bí D, what can you hear? đó, họ nói là
Bạn có thể đi shopping vào buổi sáng, còn đi đến bãi biển lý vào buổi chiều. À, rồi, như vậy là có hai người này nói chuyện với nhau, có đề cập đến đó, ta nghe Is it very big? nè. Đề cập đến chuyện đi Three. shopping và the What beach. will they do tomorrow afternoon? This is a beautiful beach. Beautiful Shall beach. we come again tomorrow? Don't we have to go shopping? We can do that in the morning and come here in the afternoon. Yeah. We go to shopping in the morning và đi nè. Come here in the afternoon. Như vậy là đi shopping vào buổi sáng, còn đi go to the beach vào buổi chiều. Ta hiểu đấy là phải người ta nhắc đến là thời điểm afternoon nữa. Okay, so be correct. Now number four. Two, three, please. Em thì bảo là cũng dạy em. I see. What can you hear? Nghe em nói cái từ chán đây là phụ. À, nghe được từ cái cuộc gọi của Sandra, bạn Huyên nào? Bạn Huyên nghe được chính xác cái tư duy nhắc này trong bài nào? Nghe em nó có là câu hỏi là người đàn ông nghe thấy nghe tin tức về ngọn lửa ở đâu, xong là không hỏi là có phải là nghe trên TV không, thì họ nói là không và cũng không phải ở trên cơ bão, mà là Sandra gọi cho tôi và nói về ngọn lửa. Được rồi, vậy thì ta chú ý, ta xem nghe chính xác nha. Don't we have to go shopping? We can do that in the Linda with us. The instructions. Beautiful beach. How did you hear about the fire? It wasn't on the television news. No, it wasn't in the newspaper either. Như vậy là có nhắc đến cả hai cái đều có khẳng định không các bạn này. It no, nó gây đầu tiên hỏi là on television và thì người đàn ông này trả lời là no, đây là no, và cái newspaper cũng là wasn't either. Wasn't either cũng mang nghĩa phủ định, đúng không? Và khẳng định luôn nó sau đó là And come here. How did the man? What did you hear about the fire? It wasn't on the television news. No, it wasn't in the newspaper either. Sandra phoned and told me about it. Sandra phoned and told me about this. Như vậy là khẳng định chắc chắn đó là Sandra phoned. Right. And the last question. What time did little Thompson ring? Another one. Okay. Vậy thì quay lại có mấy bạn em, mời bạn bảo anh xem nào. Mời bạn Hoàng Huế. Hoàng Huế đó. Phương Dung. Các bạn ở đâu mà nghe yên lặng cả hay? Có tập trung vào bài đấy. Mời bạn Mai Chi. Em đã có là con tròn á quá. Hey, now what can you hear? Rồi, em nghe chính xác được cái gì để cho đáp án là A. A is correct answer. Cái trong ba ta còn nhắc đến cái gì là các bạn nghe Oh, I này. see. News. Morning. Yes, Mr. Thompson rang about the computer. Oh,
What time was that? About 9:30. Can you ring him at 2 o'clock this afternoon? Yes. Như vậy là ta nghe đầu tiên á, thì cái gì để khẳng định là buổi sáng là đầu tiên là có morning này, đúng không? Morning này nó tương đương với là AM. Sau đó là nhắc đến là night cho chỉ. Như vậy ta hiểu rằng là 9:30 vào buổi sáng. Đó là cái một số cái lưu ý khi chúng ta làm ở cái phần task one này. Một là chúng ta chú ý đến các từ mang nghĩa phủ định này. Nhá. Thứ hai, đó là chú ý đến các cụm từ tương đương tương ứng. Ví dụ như ở đây ta cái này phân tích thì trao bằng câu bằng ghép chẳng hạn. Hay là như dưới này cái để chỉ vào giờ buổi sáng thì ta thường dùng là morning. Đó. AM là đi với morning. Còn PM này nó thường sẽ đi với là evening. Đó. Yeah. Đấy, đối với những cái trang mail này nghe, thứ nhất là người ta đọc chậm này, thứ hai là nội dung nó tách biệt từng đoạn một thì chúng ta sẽ nghe nó dễ dàng hơn những cái bài sau, đúng không? Now we move to the part 2. Tương tự như vậy ta sẽ chuyển sang phần part 2. Phần này ta vừa phân tích rồi vừa ghi cho nhanh. Bởi bài này nó cũng dễ thôi mà không không quá dài. Now listen to Jim and Julie talking at a party. What do the guests want to eat and drink? Nghe Jim và Julie nói chuyện tại cái bữa tiệc, thế những cái người khách ở đây muốn ăn và uống cái gì? Ở đây bài này nó khá là dễ cho chúng ta bởi vì là gì nè? Ta có cũng chia thành hai cột. Một cột là các cái tên, đúng không? Tên của các người khách. Và một cột nữa là các cái món đồ uống hoặc là đồ ăn. Và theo đoạn hội thoại này nó sẽ xuất hiện lần lượt theo thứ tự từ số 6 cho đến số 10. Tức rằng là chúng ta không phải đi tìm người nào được nhắc đến trước, người nào được nhắc đến sau. Mà ở đối với bài này là người ta sẽ nhắc lần lượt từ từ. Ví dụ đầu tiên là trong ví dụ có Kevin chẳng hạn này. Đó, thì đến tiếp theo người nhắc tiếp theo là Barbara, Paul, Diana, Jim, Julie. Nhiệm vụ chúng ta là phải hiểu cách đọc của các từ này, để cách đọc, cách phát âm của nó để khi mà sáng chúng ta không bị bỡ ngỡ, không bị sai. Còn cái cột thứ hai là đồ ăn được uống, chúng ta có là gì là A là coffee, B là cup. Có bạn đọc cái từ này cookie là sai, các bạn nhắc cup. Cục. Rồi, C là ice cream. Từ nay hôm trước ở trong phần video của các bạn này, các bạn cũng có bạn này ice cream mà bỏ qua mất nhé. Ice cream nhé. Milk, orange juice, sandwich và tea. Ok. One more. Ok, let me check. Cái này có một cái Now let listen and match the name with the ring of food here. Now look at part two. Listen to two people talking at a party. What do the guests want to eat or drink? For questions 6 to 10, write a letter A to H next to each person. You will hear the conversation twice. Hello, Julie. Your new flat is really nice. Thanks, Jim. It's nice to see all my friends here. Yes. The living room's certainly full of people. Kevin wants to know if you have any orange juice. Yes, I have. Everybody's hungry or thirsty, aren't they? Of course. It's a party. Would you like me to help you? Oh, yes, please. Could you make a sandwich for Barbara? What does she want in it? She asked for cheese, and Paul wants an ice cream. Fine.
I'll make the sandwich and get the ice cream for him. What does Diana want? She isn't hungry. She just wants a glass of milk. What about the other guests? Do they want anything? I don't think so. Oh, what about you, Jim? What do you want? I'll just get a bottle of Coke from the fridge. Do you want some, Julie? No, thanks. After all this work, I need a cup of tea. Now listen again. Hello, Julie. Your new flat is really nice. Thanks, Jim. It's nice to see all my friends here. Yes, the living room's certainly full of people. Kevin wants to know if you have any orange juice. Yes, I have. Everybody's hungry or thirsty, aren't they? Of course. It's a party. Would you like me to help you? Oh, yes, please. Could you make a sandwich for Barbara? What does she want in it? She asked for cheese, and Paul wants an ice cream. Fine. I'll make the sandwich and get the ice cream for him. What does Diana want? She isn't hungry. She just wants a glass of milk. What about the other guests? Do they want anything? I don't think so. Oh, what about you, Jim? What do you want? I'll just get a bottle of Coke from the fridge. Do you want some, Julie? No, thanks. After all this work, I need a cup of tea. This is the end of part two. Okay, you just listen now. It's time for you to type your answer. Answer. Mời bạn Ngọc Ánh, number 6. Cái này không để các bạn lưu nghe đúng cho nên cô cung cấp cho các bạn đáp án luôn. Đó là gì nè? Barbara Tina. Rồi rồi là gì nè? Sandwich. F. Rồi. Paul là C. Ice cream. Diana là G. Milk. Jim là Coke. D. And Julie là T. Okay. F, C, D, D, G. Thì bài này các bạn nghe tương đối là đều là đúng cả. Do chỉ một vài bạn nhầm lẫn thì các bạn check lại cái đáp án ở chỗ này. Okay. Now we move to the part 3. Chỗ này có ai thắc mắc muốn hỏi cái gì nữa không? Bởi vì ở đây người ta đọc rất, người ta nói rất là rõ ràng này. Nói đến tên nào này, đúng đó. Rồi lần lượt sau đó người ta mới nói là đến món ăn nào. Okay. We move to the part 3. Bài này nó giống như là bài số 1, có nghĩa là nghe tròn đáp án. Đúng không? Nhưng mà đấy nó không phải là câu hỏi mà là thông tin. Cả cái lựa chọn này là cả cái thông tin. Được chưa? Đấy, cả cái thông tin để hoàn thành cái câu chẳng hạn. Đấy, điền thông tin vào đấy để hoàn thành câu. Như vậy là listen to a man talking for information in a travel agency. Nghe một người đàn ông nói về cái thông tin của chúng ta. Now it's time for you to copy down this exercise. Now I will tell you about the request of this exercise. So now, let's tell me the keyword in the question 1. 11, question 11. Okay. We have question 11. So, 13, 14, and 15.
Tell me the keyword. In the first 11, you have to pay attention to the word plan, leave. Okay, leave. Cái chuyển tàu này rơi đi. Ok, máy bay này. Chuyển bay này nó rơi đi vào lúc nào? Đúng không? Đây là cả cái thời điểm. Và what is the difference? What are the difference here? The difference in the how to say the time. Cái cách nói giờ, các bạn chú ý ở đây. Ở đây ta có cái đáp án A. Ngoài cách nói bình thường là 12 o'clock ra, thì có bạn nào biết được cái tương đương của cái 12 o'clock này là cái gì nữa? Là gì nào? Các bạn nào nhận ra cái từ 12 a.m. này nó còn được sử dụng tương đương đó là gì nào? At noon. Giữa trưa, đúng không? Đấy. At noon, giữa trưa. Còn cái 2 p.m. này thì ta cũng có hai cách nói. Có lưu ý rằng là có thể là 2 p.m. or 2 o'clock. 2 o'clock. Và cái thời điểm đó là gì nào? Như lúc nãy chúng ta nói, giờ buổi sáng thì ta đi kèm với là morning. Còn buổi chiều nay thì nó có thể sử dụng là từ afternoon. Ok. Tương tự như vậy, ở bên này nó cũng thể hai cái này phân biệt như vậy. Rồi, what about number 12? Nào, nó có biết về cái number 12. Phân tích cho cô xem nào. Ta học cách phân tích cho quen để những cái dạng bay. Ta biết cách để ta nghe nó phương ngân không? Mấy lần phương ngân? Dạ, yeah, em tôi cố là cô ơi, cô mấy được cô? Cô vừa phân tích câu 16 thì bây giờ đến câu số 12. Em tôi cố là câu 12 là your bus station ý là ta chú ý là the bus station đúng à. không? Bến xe nó nằm ở đâu? À, để ta có là các cái tên đường, tên phố nó chỉ khác nhau ở chỗ gì nào? Một bên là Bill, này. Một bên là Hill, một bên là Mill. Như vậy là chúng ta vẫn phải nghe cái cách phát âm cho chính xác. Câu số 13 yêu cầu là gì và phân tích cả cái lựa chọn ở dưới cho cô. Mời bạn Nguyễn Hoài. Nguyễn Hoài, mở mic nói cho cô xem nào. Bạn mạnh dạn lên, chúng ta mạnh dạn tự tin phân tích. Chúng ta từ phân tích được thì đến khi cả bé từ nghe thì ta mới 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 đi nào mới phát huy được cái khả năng nghe của mình. Còn các bạn cứ chờ người khác phân tích cho mình đến lúc chúng ta nghe thì đó là những cái bài học bình thường. Còn đến khi chúng ta làm bài thi thật thì ai phân tích cho mình, đúng không? Mời bạn Phạm nào, bạn Hoài Thướng nào. Mai Thương, tí cả bạn thì cô gọi tên cho các bạn nhanh chóng trả lời cho cô xem nhá. Nếu như mà cô gọi tên nhiều lần mà các bạn không có cái sự phản hồi là cô sẽ đánh giá xong là các bạn học các bạn không chú ý, chỉ có không chú ý thôi. Các bạn nếu nghe sao không bạn để trả lời. Mời bạn Chuẩn Kiệt. Anh được gọi là câu số 13. à Cái khoảng cách từ từ sân cái bay chuyển đi, đúng rồi, từ đến sân bay, cái chuyển đi đến sân bay nó sẽ mất khoảng như thế nào nè? mặt khoảng Cái điểm khác nhau giữa bốn cái này là gì? Ba cái này là gì ạ? 15 phút ra.
Cô A là 15 phút, cô B là 30, cô C là 45. Rồi, 15, 30 và 45. Nó khác nhau cái chỗ đó, con là đứng trưởng cô C nó khác nhau. Đơn giản có cái gì đâu. Mời bạn dùng nào, phân tích cho cô câu số 14. Câu này ta nói đến cái gì nè? The man ticket, giá vé, đúng không? Sẽ mất bao nhiêu? Cái này là how, chúng ta kỷ hiệu người ta đọc là how, đúng không? Và giá tiền ở đây nó sẽ là gì? Quan trọng ta biết cách đọc thôi. Bạn dùng là đọc cho cô ba cái lựa chọn này, cách đọc nó khác nhau ở chỗ nào? Mời bạn kiển văn nào. Yeah, Thứ nhất ta đọc là gì nào? Cái quan trọng ta không phải biết đọc số thì ta mới khi nghe ta mới nhận diện được cả bài chứ, đúng không? Mời bạn Hải Anh. cool. Two À, rồi, 240, rồi. B. hundred Rồi, C. forty, 320. À, 320. Yeah, như vậy là đọc để phát âm cách ba cái này nó khác nhau. Rồi, à, đến câu số 15 nó cũng sẽ tương tự. Những câu 15 nó sẽ là gì? Nó bạn là the course, có giá tiền lẻ, đúng không? Đây thì chúng ta có là gì? Ở đây đã có gì nào? The course này là 13, 50, ok? 14, 50 and 30, 50. Như vậy đây có hai cái đáp án dễ gây nhầm lẫn cho chúng ta, đó là cái đáp án A và đáp án thì là C. Thì ta lưu ý ghi nhớ cho cô, đó là khi là ta có hai từ này nó nhấn khác nhau. Một bên 13 thì nó nhấn vào âm 2, còn một bên là 30 nó nhấn vào âm 1. Phân biệt giữa hai cái điểm khác của câu A và câu C với nhau. Ok? Đấy. Now, we have just chúng ta vừa mới phân tích về cái đặc điểm của các cái lựa chọn ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe, lắng nghe và chọn đáp án đúng cho cô. Okay, let's Now look at part 3. Listen to a conversation in a travel agency. For questions 11 to 15, tick A, B, or C. You will hear the conversation twice. Look at questions 11 to 15 now. You have 20 seconds. Now listen to the conversation. Hello. Good morning. Can I help you? Well, I have to go to Argentina next week, so I'd like some information about flying to Buenos Aires. Okay. Well, there are direct flights on Mondays, Wednesdays, and Fridays. And what time do they leave? At 2 p.m. on all 3 days. Okay. Wednesday is best for me. Now, how can I get to the airport? Is there a bus? Yes. You'll have to check in at the airport at 12 o'clock. So you could take the 10 o'clock coach from the bus station in Mill Street. In Mill Street. Okay.
How long does the coach take? About 1.5 hours. And how much is a single ticket to Buenos Aires? Well, a single to Buenos Aires is £300. But if you have a student card, there's a 20% reduction. Yes, I've got a student card. Yeah, here it is. Okay, so the flight will be £240. Right, and the coach fare? That's £13.50. Okay, I'll book it, please. Now listen again. Hello. Good morning. Can I help you? Well, I have to go to Argentina next week, so I'd like some information about flying to Buenos Aires. Okay. Well, there are direct flights on Mondays, Wednesdays, and Fridays. And what time do they leave? At 2 p.m. on all 3 days. Okay. Wednesday is best for me. Now, how can I get to the airport? Is there a bus? Yes. You'll have to check in at the airport at 12 o'clock, so you could take the 10 o'clock coach from the bus station in Mill Street. In Mill Street. Okay. How long does the coach take? About 1.5 hours. And how much is a single ticket to Buenos Aires? Well, a single to Buenos Aires is £300. But if you have a student card, there's a 20% reduction. Yes, I've got a student card. Yeah, here it is. Okay, so the flight will be £240. Right. And the coach fare? That's £13.50. Okay, I'll book it, please. Okay. It's time for you to type your answer. Number 11. Mời bạn Phương Thảo. Dear teacher, em chọn đáp án B. Đáp án B. À, vậy thì ở trong cái bài em nghe được cái gì nào? Em nghe là em nghe được là at 2 p.m. ở trong cái trong bài nhắc rõ luôn là đó at 2 p.m. đúng rồi. Đúng rồi. So the correct answer is a B. Okay, good job. Now look at part three. You have 20 seconds. Now listen to the conversation. Oh. Good morning. Can I help you? Well, I have to go to Argentina next week, so I'd like some information about flying to Buenos Aires. Okay. Well, there are direct flights on Mondays, Wednesdays, and Fridays. And what time do they leave? At 2 p.m. on... At 2 p.m. Yeah, rồi. Now, number... Chào. Bảo Lâm. Teacher. Cho nó bánh xe có thì trong bài nó nhắc lên người ta đọc rất là rõ ràng ở đây nè, đó là Mill Street. All three days. Okay, Wednesday is best for me. Now, how can I get to the airport? Is there a bus? Yes, you'll have to check in at the airport at 12 o'clock, so you could take the 10 o'clock coach from the bus station in Mill Street. Mill Street. Yeah, Mill Street. Right. Là number 13. Có vài bạn là dân phố biết là ở chỗ này có BC mà có bạn đi đánh là CB để các bạn có đó nó bị nhầm đáp án hay không, nhưng mà sai cái phần này rất là đáng tiếc đúng không ạ?
next. Cáo trạng. Number 13. Thì có là mình cho đáp án B ạ. B, đó là gì nào? Ở đây người ta còn nhắc đến cái tư duy. Em thì có là Em nghe được tư duy nào? in Mill Street. Okay. How long does the coach take? About 1.5 hours. One and a half hour. À, có nghe không ạ? Là 30 phút này nó chính là a half hour. One and a half hour. Đấy. Như vậy là 1 tiếng và 30 phút, một nửa của nó là 30 phút. So the B is correct answer. So number 14. Anh Khoa. Hoàng Phúc. Tao có là cô ạ. À, ai, what can you hear? Nói nôm na không được, nội dung em nghe em không nghe được, có hiểu người ta nói như thế nào không ạ? Bạn Huyên nào giải thích cho cô xem thế nào? Cái câu này người ta nói như thế nào? Đầu tiên đó là gì nào? Yeah, em được cô là em nghe người ta nói là vẽ em bình thường là 300, nhưng mà bà Rồi. là là sự viên nên là được cắt giảm 20%. Đúng rồi, ta có từ reduction đúng không? Đấy, còn reduction cho nên là có giảm giá và giá của nó sau khi giảm sẽ là 240 pound. Đúng rồi. Và câu số 15. The coast caught A, B, C, O, D. Trang. A, B, O, Ai C. A, ok. What can you hear? Anh nghe được cái gì nào? student card. Yeah, here it is. Này, có student Okay, khác anh nhắc ở so the cô này. flight will be 240 pounds. Đó là câu Right. 14 các bạn And ha. the coach fare. That's 13 pounds 50. Okay. 13 pound 15. Đấy, nghe rồi nhá. 13, người ta nhấn mạnh ở cái âm 2. 13, như vậy đó. Correct answer is A. Yeah, okay, now let's check your answer. Today's lesson finished here.